Vâng, xin chào các bác, xin chào anh em. Hôm nay thì Điện Máy Lam Việt Phát sẽ giới thiệu với anh em cái mẫu máy rửa xe Husqvarna, mã của nó là HP90, 100% là dây đồng nhé các bác anh em nhé. Đó, đây máy của nó đây ạ. Hàng rất đẹp, cực kỳ chất lượng, chắc chắn. Rất chắc chắn luôn anh em nhé. Thương hiệu Husqvarna thì được dập nổi trên thân máy luôn để tránh hàng giả hàng nhái. Trên thân máy thì gồm có rơ le chống giật chống rò điện, rất là đảm bảo an toàn chống quá tải. Công suất của nó đây ạ, dùng điện 220V, công suất lên đến 2500W. Đấy, máy rất đẹp, rất chất lượng luôn. Dây của nó đây anh em nhé, dây của nó là dây áp lực cao. Đấy, có thông số luôn đấy ạ, mang thương hiệu King Home. Đấy, áp lực lên đến 16 MPa, dây cấp nước vào 2m. Dây nhìn như sắc rắn luôn, rất đẹp. Súng cần dài nhé các bác nhé. Máy được trang bị súng cần dài, các cút nối và chõ lọc rác, và tặng kèm cho các bác cái bình tạo bọt để mình rửa xe máy ô tô. Hàng thì có thẻ bảo hành của nhà máy lên đến 25 nhé các bác nhé. Hàng này thì được bảo hành 24 tháng và có phiếu bảo hành của nhà máy phân phối, tức là cái đại lý phân phối bên em luôn. Đấy, bên em thì phân phối chính hãng cho nhà máy. Bên em thì có rất nhiều các cái loại máy khác nhau nhé, như máy hàn, máy cắt, máy cưa, máy mài, máy dùng pin, rất là nhiều luôn, máy bơm, cắt sắt, cắt bàn cũng cả. Rồi đây em thử máy cho các bác luôn nhé, thử máy trực tiếp luôn. Đấy, áp lên đến 23 luôn. Đấy, con này áp của nó rất khỏe, áp lên đến 23 luôn. Đấy, em thử trực tiếp cho các bác xem này, rất khỏe luôn, rất mạnh. Con này rửa xe máy ô tô hoặc là sân vườn thì rất là hợp lý, phù hợp luôn ạ. Hàng chất lượng cao của bên em. Đấy, các bác thấy họ rửa một tí mà đã bay hết cặn hết các thứ rồi. Con này quá khỏe luôn, cực kỳ khỏe. Các bác mua hàng thì về các bác được thử máy luôn nhé, thử máy rửa xe như video mà em đang quay.